Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì đường to ngõ rộng, hai ô tô tránh nhau, cách với trục đường quốc lộ 6 nó chỉ khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Căn nhà này có thể kinh doanh nhỏ ô tô để trước cửa ngày đêm thoải mái. Với cái diện tích của ngôi nhà 40m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Giá chào bán của căn nhà này 3 tỷ 200 triệu đồng quý vị nha. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ về vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Ở đây thì có 2 căn và đã bán 1 căn rồi mọi người ạ. Và ngoài sẽ quay cái căn bên này cho mọi người. Căn này thì cũng là căn lô góc 2 mặt thoáng mọi người nha. Với thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà thì như thực tế ở trên video đây, nó là cửa sắt sơn tĩnh điện. Và thiết kế của ngôi nhà này như thế nào thì mời mọi người theo em cụ thể vào cái tầng 1 của ngôi nhà. Đây, lô góc 2 mặt thoáng cho nên là ở đây có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên cạnh ngõ. Với cái căn nhà này thì cái vị trí của nó cách với bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 3 km. Nó gần với trường đại học thể dục thể thao, gần với trục đường quốc lộ 6. Giao thông đi lại cũng khá là thuận tiện. Đi tới trung tâm Hà Đông, nó cách cầu trắng Hà Đông nó khoảng tầm 7 km mọi người nha. Nếu như quý vị nào mà muốn thông thoáng, rồi là mọi người có ô tô thì cái căn nhà này cũng đáp ứng được cái tiêu chí đấy cho mọi người. Với phần tầng 1 của ngôi nhà thì cái căn nhà này theo như hiện trạng ở trên video Ngọc Ánh quay gửi tới mọi người thì cái căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Phần gạch lát nền, phần trần thạch cao, phần sơn đều đã hoàn thiện xong rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này giấy tờ, sổ sách, mọi thứ đều rất là ok. Sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng mọi người, pháp lý đều là ok hết mọi người nha. Đây là cái phần tầng 1, phần để xe của ngôi nhà mọi người ạ. Đó, hoặc là quý vị có thể kinh doanh nhỏ ở đây, bởi vì cái căn nhà bên cạnh mua là kinh doanh về làm tóc mọi người ạ, tóc spa. Đây là phần tầng 1 thì còn có thêm một cái phòng vệ sinh. Đây quý vị nha, Ngọc Ánh review rất là cụ thể. Cái phòng vệ sinh này thì đầy đủ về bồn cầu này, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, vòi rửa này. Đấy, ở quận Hà Đông này thì nó vẫn sử dụng nước sạch mọi người nha, chứ không sử dụng nước giếng khoan. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ rồi. Tất cả tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nhé. Quý vị khách hàng ơi, trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế là phần phòng bếp mọi người nha. Cửa thông thoáng hướng ra phía bên ngoài được đây. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, đã được chủ đầu tư thiết kế đầy đủ, ngăn nắp. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ an cường, với phụ kiện bếp đi kèm thì chất liệu inox 304. Chậu rửa, vòi rửa được lắp đặt đầy đủ, nước đã có. Nói chung với đúng cái hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Và cái căn nhà này nếu như mà quý vị mong muốn vay ngân hàng thì với cái chi phí bỏ ra đầu tiên quý vị có, nó sẽ khoảng tầm 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ rưỡi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Đó, Ngọc Ánh nhắc lại với căn nhà này có thể kinh doanh nhỏ bởi vì sao ạ? Nó là trục chính của phường Biên Giang mọi người nha. Đấy, tiếp theo, phía tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế phòng ngủ. Ngoài cái phần phòng khách thì ở đây có một cái căn phòng ngủ mọi người nha. Đây, rất là thông thoáng, cửa sổ hai bên này, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa này. Tất cả các cửa phòng thì được lắp đầy đủ. Bên ngoài là cửa kính này, và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, an toàn thẩm mỹ. Với cái phần phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp thì cũng đều được thiết kế ở đây. Đó là cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện mọi người ạ. Cửa thông phòng đây, thiết kế là cửa gỗ. Và nhà vệ sinh ở phía tầng 2. Đây quý vị ơi, nhà vệ sinh ở phía tầng 2 đây ạ. Đầy đủ bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo này. Đấy, mọi người có để ý luôn ở đây, bởi vì là lô góc cho nên là cửa mở ra ở phía bên hông thì nó rất là thoáng ý mọi người. Đầy đủ ánh sáng cũng như không khí vào trong cái căn phòng này. Nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách đều có. Và mời quý theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế gồm 2 phòng ngủ, cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa. Đây quý vị nhìn nha. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Phòng ngủ rất là vuông vắn. Căn nhà này
cũng rất là vuông mọi người nha, không bị chéo đất. Đó, rất là thoáng. Nhà có sao thì Ngọc Ánh chia sẻ và review nó rất là chân thật. Quý vị cứ cân đối cái tầm tài chính, cân đối cái vị trí và gọi điện cho Ngọc Ánh để được tư vấn trước khi đi xem nha. Cửa thông phòng. Đó, nhà vệ sinh tầng 3. Phòng ngủ ở bên trong đây. Nói chung tất cả các căn phòng ngủ đều rất là rộng rãi, vuông vắn, mọi người có kê giường, tủ, bàn phấn, mọi thứ vào đây, nội thất vào thì cũng rất là hợp lý nha. Đó, tất cả các phòng ngủ thì đều được lắp đặt sẵn ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, cửa sổ thông thoáng. Cửa thông phòng của tất cả các phòng ngủ đều thiết kế là cửa gỗ mọi người nhé. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây ạ. Rất là rộng, màu sắc nhã nhặn. Và với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh nói luôn là chủ đầu tư thiết kế rất là đơn giản để quý vị về có thể kê đồ cũng như là mọi cái nó hài hòa ấy. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhá. Và mọi người ơi, đây là Ngọc Ánh bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Thì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ở đây là có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Với cái tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây chính là cái một cái căn phòng phía bên trong mọi người ạ. Đây, cái căn nhà này thực tế để mà nói thì chủ đầu tư thiết kế nó hơi khác biệt so với một số cái căn nhà 4 tầng mà Ngọc Ánh thường xuyên update lên cho khách hàng ở trên kênh. Quý vị có thể tưởng tượng luôn ra căn nhà này như thế nào. Đây là khu vực để máy giặt và sân phơi luôn mọi người nhá. Đây, ống thoát nước này, sàn thoát nước của máy giặt. Đó, vị trí ở đây thì dân cư đông đúc, đi lại rất là thuận tiện bởi vì nó là cái trục chính của cái phường Mê Giang ấy mọi người. Đây lại tiếp theo là một căn phòng riêng nữa, thì quý vị ở đây có thể thiết kế là phòng thờ, phòng ngủ, nói chung tùy cái mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và đấy, mọi người có thể nhìn thực tế và tưởng tượng luôn là từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, Ngọc Ánh đã review rất là cụ thể. Hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích nhà là 40m. Giá chào bán của căn nhà này là 3 tỷ 200 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, vậy thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041444 để có thể nhận được những cái thông tin bổ ích nhất về bất động sản để có thể hỗ trợ mọi người mua được những căn nhà ưng ý nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.